Mèo đi được kia nè. À, cái máy cà phê này cả nhà tức là bỏ trực tiếp cái cà phê hộp vô đây nha. Hay propria macchina già muore da questo qua. È il suo da oggi. Eh, era che caffè dai. Ma io la Prefer corto o lungo? Tu. Se cosa pensa di questo? E poi hai io scrivere per la senza niente si va. E vedi il vendi in supermercato, dai questo poi che è molto importante la compra qui, la compra caffè quindi. Capito? Trời, nó thơm lắm cả nhà, hay quá ha. Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Người Việt ở Brazil. Chủ quán cà phê này cả nhà, đang mở cửa. Giống như là cái xưởng cà phê. Thì cà phê ở cái khu vực này là ngon nhất của Brazil nha cả nhà. Nó là bang Minas Gerais. Đó cả nhà nhìn cái đất của nó nè. Đất đỏ thì giống như là ở Lâm Đồng, Đà Lạt, Đắk Lắk của mình á, đất đỏ dùng trồng cà phê rất là tốt luôn. Đó. Thì cái xưởng cà phê của anh này. Maia, cheguei pra você pegar essa informação. Ela queria filmar também, eu vi que ela faz um videozinho pra mostrar pro Vietnã, né? Brasil. Esse café aqui, eu tenho certeza que torra também, eu torro pros outros. Esse café já é um de qualidade mais baixa, tá vendo? This one is the coffee usually take. Too bad, quality, né? Eles chamam de... A lot of broken stuff. Eles chamam de fundo de peneira, que tem umas peneiras que vai peneirando, esse aqui é o que sobra do fundo. Esse é o que chega no supermercado pra gente. É o que chega no supermercado, tradicional. For what? This one is the coffee they sell at the supermarket for us. Too bad quality. Đây cả nhà, thì họ nói là cái loại cà phê này giống như là thường mình thấy ở siêu thị người ta bán cho mình, nó là những cái loại cà phê giống như là chất lượng thấp rồi. Nó ra gì nè, nó ra cái hạt gì nè. A lot of broken stuff, something that's not really coffee. Yeah, giống như là cà phê tạp vậy đó, là thường họ sẽ bán ở siêu thị cho mình. All the same, entire. This is Arabica. Então você tem o mesmo café. Ué, ela tá perguntando é o que? Robusta, arábica, misturada? Đây là café arábica. É, 100% café arábica, café vàng. Đây. Đây là café tốt nè. Coffee bean. Đây cả nhà. Você colocou coffee bean. Cái máy cà phê này cả nhà tức là bỏ trực tiếp cái cà phê hộp vô đây nha. Hay a própria máquina já morre da coisa lá. É o seu da roça. Ê, ra cái cà phê đây. Máy là Prefere curto ou longo? Trực tiếp luôn. Tanto faz. Eu prefiro é a mesma quantidade de café, o longo ele fica um pouco mais fraco. Qual que você prefere? O curto. Então, o curto. Você que é especialista. Então, aí escrevi um pé, sempre vendo que se vai. Eu vendo em supermercado, vendo empório, que a gente pega. Tem gente que faz pedido que aí manda, por exemplo, o Junito Mello leva muito café meu. Os queijos já tem a falta dos queijos, né? Aí pega. Já é isso que eu tem muito empório já compra queijo, já compra café também. Entendeu? Trời, nó thơm lắm cả nhà, hay quá ha. Bỏ cà phê hộp trực tiếp vô luôn ha, hay ghê. Rồi xay ra cà phê luôn. Đây. Rất là thơm luôn. Đây cả nhà. Cái cà phê mình, cà phê mà thật sự cà phê á, là nó sẽ màu nâu cánh gián như thế này nè cả nhà, chứ không có phải là màu đen đậm nha. Đó. Bọt cũng vừa phải, màu nâu cánh gián nó tới. Ok, Natália vem. Natália, vem aí. Natália, vem aí, mẹ. Đây cả nhà. Màu nâu, nâu cánh gián cà phê Arabica. Xin mời cả nhà. Você não toma café não? Tá com sono. Trời, nó thơm. Dá, não dá? Rất là ngon nha.
E o queijo parece mais forte ainda. Se você fazer coado, ele fica um pouco mais suave. O queijo parece tem tendência a ser mais forte mesmo, por causa da destilação do café. Vai ganhar. Mas não fica mal. Cái bọt nó cũng mịn nó. Chứ không phải là cái bọt mà bọt lớn. Cortou mão. Rất là thơm luôn. Toma. 100% cà phê chè như cả nhà cà phê Arabica. Này cả nhà, cứ uống nữa là nhấn nút uống. Và mình thử cái vị khi mà không có đường cả nhà thì nó sẽ hơi chua nhẹ nha. Vị nó thanh, thơm, thanh, hơi chua nhẹ. Không có đắng lắm. Đắng vừa. Đó là cà phê Arabica, cà phê chè. Cả nhà thấy cái màu nó giống như là màu caramel, rất là đẹp luôn. Đó, cái bọt nó lắng xuống mà nhìn rất là đẹp à. Đây cả nhà, máy rang xay cà phê nè. Cái hệ thống rang xay cà phê rất là... Nói chung tại vì mình chưa từng thấy thì không biết là bên Việt Nam mình có giống vậy không, rồi có bự như vậy không thì mình không biết. Nhưng mà ở đây mình thấy nó rất là to nha. Đó là nó gần đụng trần nhà luôn á. Đó, đường ống. Nhà xe đổ xuống đây nè. Nói chung là máy móc hoành tráng. Đó, rồi đi vô trong nữa là cái gì ở bên trong á. Đứng gần cái máy thơm cà phê kìa. À, đi vô trong. Đây cả nhà, thế này là nói chung cà phê nó rớt vô đây hay gì á, mình cũng không rõ. Củi nè, à họ rang xay bằng củi nè. Này cái bột gì á, đây máy móc là nó cao, nó đụng trần luôn cả nhà. Củi đây nè, vẫn còn ấm luôn á. Cái lò vẫn còn ấm là mới rang xay chắc sáng nay quá. Giờ mình ăn ở đây là buổi chiều nè. Đó. Đốt lửa rồi rang xay rồi gì gì đó, nói chung ra hạt cà phê đó. Đây cái hệ thống của họ. Mình thấy máy móc hoành tráng lệ. Natalia. Đây là mấy cái gì đây? Bao cà phê. Cái này giống như là cà phê giảo, cà phê đa phần cái này là cái bạn đó nói, cái anh đó nói là cà phê này bán ở siêu thị này cả nhà, giống như là cà phê giảo ra rồi á. Nó rất là khác ghê luôn cả nhà, nó từ cái này nè, nó vẫn ra được cái bột cà phê giống như là mình mua ở siêu thị mình uống vậy á. Uống khen ngon lấy khen ngon để luôn mà đâu biết, thì là cái này là khác rồi. Còn cái này á, đó, ra cái này mới thật sự là cà phê ngon nha. Ừ, cà phê đó có. Cà phê. Bởi vậy khi mà ra cà phê thật sự mà muốn biết chất lượng ngon thì chỉ có nước là mua cái hạt cà phê nguyên chất đó, về nhà mình tự xay ra rồi mình pha cà phê mình uống là đúng nhất. Chứ còn mà mình mua xay sẵn rồi á thì nói chung không biết đường đâu lần á. Họ có những cái cà phê này nè, có cà phê chất lượng kém này để đưa ra thị trường bán thành cà phê bột cho người tiêu dùng rất là nhiều luôn. Thì nó là một cái kiểu khác cả nhà, thì là loại nguyên hạt rồi cái loại bột nó khác nhau, bởi vậy nó sẽ có nhiều cái chất lượng, nhiều cái giá cả khác nhau. Thì cũng đúng thôi, giống như là mình dệt vải thì ra vải loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 thì cà phê cũng vậy. Đó, đây cà phê cũng loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại thiệt, loại không thiệt.
Esse é um pouco mais inferior que o sábado, mas é um pouco maior que esse ainda. Sair a rocanha. Depois eu te mostro as peneiras ali em cima que tem. Muito bem. Deixa eu passar no café. Mantém mais as características do café, sabe? Aí você queria dois ou três? Dois. Mình mua cà phê này cả nhà. Mình mua cà phê hộp. Vậy mình tự xay. Đây. How much? I was thinking of bring one powder to give to Daniela as a birthday gift. For what? Yeah. Really? Cheap? Yeah. With him in the future, if you can buy for him a central gift. Yeah, this is an idea. Keep this. Đây, cả nhà. Đây. Esse moí, né? Ah, come meu café. Quando eu vou fazer isso com açúcar, mesmo você gostando de açúcar, pode colocar mesmo. You bought one too? Yeah. Daniela, how much this one? The same price. Ah, cái cà phê này là xay cả nhà. Y như vậy luôn mà xay. What have you sent to her now? Đây, mình mua 1.5 kg cả nhà. Đây nè, đây mẹ đưa cho con nè. Vai, Tânia, mas vou morrer. Vai ser presente pra vocês. Não, tio, ela tá pensando no futuro e mandar café daqui pro Vietnã. O vietnamita consegue café daqui pra caramba. Tại cả nhà, đứng trước cái xưởng cà phê, mở cửa ra thấy ông chú chăn ngựa. Không, cái bác đó cột dây ngựa lại đó con. Không có ngựa nó chạy mất tiêu rồi. Đó, đất đỏ như cả nhà. Đất đỏ trồng cà phê rất là tốt luôn. Xa xa. Ở phía xa nữa là mấy cái đồn điền cà phê cả nhà. Thôi mình xin kết thúc cái video của mình ở đây nha. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Bye bye.